kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin hàng tuần của tạp chí Cao su Việt Nam, bản tin tuần thứ hai của tháng 7 năm 2016 có những nội dung đáng chú ý như sau. Tổng kết tiết giảm suất đầu tư và trồng sen canh tại Tây Nguyên, duyên hải miền Trung. Công ty cổ phần cao su Bà Rịa quyết tâm khai thác vượt kế hoạch 6.300 tấn mủ. Ông Phan Viết Phùng, trưởng ban thi đua tuyên truyền văn thể tập đoàn, thông tin về hội thao công nhân viên chức lao động năm 2016. Kinh nghiệm giữ vững năng suất trên 2 tấn trên 1 hecta của công ty cổ phần cao su Đồng Phú. Sau khu vực Đông Nam Bộ, trong tuần qua, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện việc tiết giảm suất đầu tư và trồng sen canh khu vực Tây Nguyên, duyên hải miền Trung để các đơn vị nêu thực trạng cũng như đánh giá, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Theo quyết định của Hội đồng thành viên Tập đoàn năm 2015, suất đầu tư bình quân khu vực Tây Nguyên trên 73 triệu đồng một hecta, duyên hải miền Trung trên 87,6 triệu đồng một hecta. Sau khi các đơn vị triển khai thực hiện, kết quả khu vực Tây Nguyên đã giảm trên 149 tỷ đồng, khu vực duyên hải miền Trung giảm gần 100 tỷ đồng. Để đạt kết quả này, các đơn vị đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả, đồng bộ nhằm giảm tối đa suất đầu tư. Thì đánh giá chung là các đơn vị là đều đánh giá là chủ trương là đúng, kết quả là tốt, và thậm chí tôi xin nói luôn là có đơn vị nói luôn là còn tiếp tục được giảm nữa, thậm chí 10-20% của năm 2016 và 2017. Cùng với việc giảm suất đầu tư, các công ty đã tích cực triển khai chủ trương trồng sen canh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người lao động. Chỉ riêng các công ty cao su ở Tây Nguyên đến nay đã trồng sen canh trên 1.200 hecta, trong đó cây hàng năm như cỏ, các loại đậu, lúa gần 600 hecta, cây lâu năm là trên 670 hecta. Nhiều mô hình trồng sen, nhiều loại cây trồng được đưa vào thử nghiệm. Do từng vùng miền có sự khác nhau về thổ nhưỡng, khí hậu, cao trình, nên mỗi đơn vị đã tìm tòi, chọn cho mình mô hình, cách thức trồng sen riêng. Để nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất khi còn khoảng đất trống ở giữa luồng, thì thay đổi thiết kế, tức là trồng theo cao su hàng kép và ở giữa là bốn hàng cà phê. Theo đánh giá của Ban Quản lý Kỹ thuật Tập đoàn, bước đầu trồng sen đã mang lại lợi ích cho cả người trồng sen và cả vườn cây cao su. Về mặt kỹ thuật, cây trồng ngắn ngày sau khi thu hoạch có thể tận dụng làm nguồn tủ ấm, chống xói mòn, cải tạo đất. Về giá trị kinh tế, một số cây trồng sen mang lại thu nhập đáng kể cho công nhân. Tại hội nghị, các công ty đều đồng tình với việc tập đoàn có chủ trương trồng sen canh nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất, tạo điều kiện hạ giá thành và nâng cao thu nhập cho người lao động. Mà quan điểm chung của tập đoàn là gì? Là từ tình hình thực tế từng địa phương tức là tỉnh, thậm chí vùng đất mà chúng ta có cây trồng phù hợp, là đối với những cây trồng mà có yếu tố mình gọi là cây dài ngày, thì tôi đề nghị tinh thần là nên có thỏa thuận của tập đoàn, vì cái này anh biết là nó đã là gọi là lâu dài thì phải tính tới cái hậu quả cũng như là kết quả. Lãnh đạo tập đoàn cũng đề nghị các đơn vị phối hợp với Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, Ban Quản lý Kỹ thuật để tìm ra mô hình phù hợp và phương pháp trồng sen canh tối ưu. Dù có trồng sen canh các loại cây dài ngày hay ngắn ngày, thì các công ty cao su của tập đoàn vẫn đảm bảo mật độ của cây cao su theo quy trình kỹ thuật và vẫn là cây trồng chính. Đó là khẳng định của Tổng Giám đốc Trần Ngọc Thuận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào ngày 5 tháng 7 vừa qua. Nội dung chính của buổi làm việc xoay quanh việc thu hồi đất cao su của địa phương, công tác đền bù, hiệu quả sử dụng đất tại vùng Iamer, Ialau và tình hình trồng sen canh các loại cây trồng khác trong cao su tái canh của các đơn vị thành viên tập đoàn. Theo lãnh đạo tập đoàn, việc thu hồi đất của địa phương cần căn cứ vào hai phương án là thu hồi đất dùng cho các công trình dân sinh, công trình công cộng trên tinh thần đền bù giá trị còn lại của đất. Với phương án thu hồi để xây dựng các công trình không phải là an sinh xã hội, thì việc đền bù càng được tính toán theo giá thị trường. Về diện tích trên 30 hectare của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Bả mà tỉnh có kế hoạch thu hồi để giao cho trường Đại học Nông Lâm, quan điểm của tập đoàn là phía trường cần có đề nghị chính thức với tỉnh để tỉnh có văn bản gửi tập đoàn làm căn cứ bàn giao. Trước mắt là giai đoạn 1 với 6,9 hectare. Tính đến ngày 24 tháng 6, toàn tập đoàn khai thác được 55.417 tấn mủ cao su, đạt 22,4% kế hoạch năm 2016. Nhằm phấn đấu đạt và vượt kế hoạch sản lượng trong những tháng còn lại của năm 2016, lãnh đạo tập đoàn yêu cầu Ban Quản lý Kỹ thuật tiếp tục theo dõi và có biện pháp hỗ trợ các đơn vị thành viên trong công tác chỉ đạo khai thác, có phương án cụ thể về quản lý và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp. Trong công tác tái canh trồng mới, yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra,
chỉ thực hiện khi đảm bảo các công tác chuẩn bị về đất, giống và cơ cấu giống trong đúng thời vụ. Yêu cầu các công ty tiếp tục bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được tập đoàn thỏa thuận, chủ động có giải pháp linh hoạt trong kinh doanh mũ cao su nhằm đảm bảo công tác tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận, tiếp tục sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, có giải pháp đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng giải pháp thương hiệu đồng bộ, đẩy mạnh tiếp thị, duy trì khách hàng truyền thống. Do ảnh hưởng bởi nắng hạn kéo dài và đặc điểm khí hậu ven biển, công ty cổ phần cao su Bà Rịa luôn bắt đầu mùa cạo mới chậm hơn các đơn vị khác. Năm nay, đến đầu tháng 6, công ty mới tiến hành mở cạo. Mặc dù gặp khó khăn do thời tiết và vườn cây già chiếm diện tích lớn, công ty vẫn quyết tâm hoàn thành kế hoạch 6.300 tấn mũ. Thực tế, năm 2016, công ty sa cạo từ ngày 20 tháng 5, nhưng đến ngày 1 tháng 6 mới chính thức thu hoạch mũ. 6 tháng đầu năm, cao su Bà Rịa khai thác được trên 1.100 tấn mũ, đạt 17,5% kế hoạch, cao hơn 1,6% so với cùng kỳ năm 2015. Tại buổi làm việc với Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Tiến Đức vào ngày 7 tháng 7, lãnh đạo công ty thông báo năm 2016 đã chuyển gần 90% diện tích khai thác, tương đương trên 3.200 ha sang chế độ cạo D4. Dù chúng tôi hiện nay cũng đang tập trung để rồi dành một quỹ số cái số để tiền lương để mà giải quyết vấn đề động viên khen thưởng, phát động phong trào thi đua để cán bộ công nhân viên chức phấn đấu để hoàn thành được cái kế hoạch. Và phấn đấu năm nay theo cao su Bà Rịa thì cố gắng là công ty cao su Bà Rịa sẽ vượt từ 50 tấn cho đến 100 tấn để đảm bảo được cái kế hoạch theo cái chỉ đạo của tập đoàn, theo cái quy định của tập đoàn, và đồng thời cái đảm bảo được cái tiền lương cán bộ công nhân viên chức trong năm 2016 này. Dự kiến năm 2016 công ty sẽ hoàn thành kế hoạch khai thác 6.300 tấn mũ và phấn đấu vượt khoảng 50 tấn so với kế hoạch. Do vườn cây nhóm 1 chiếm đến 72% tổng diện tích khai thác, công ty đã xây dựng kế hoạch thanh lý toàn bộ cây tuổi cạo 12 trở đi. Giai đoạn 2016-2020 sẽ đưa vườn cây kiến thiết cơ bản vào khai thác trên 3.500 ha. Khi đó, sản lượng sẽ tăng lên và năng suất bình quân cũng cải thiện so với 1,7 tấn như hiện nay. Năm 2016, công ty cũng thanh lý tái canh hơn 267 ha. Dự kiến đến ngày 25 tháng 7 sẽ kết thúc trồng mới. So với năm trước, toàn bộ diện tích tái canh năm nay sẽ được công ty trồng sen 100% diện tích với các loại cây sen canh như đậu, chuối, dưa hấu, mè. Năm 2015, tỷ lệ mũ tận thu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Phú Riềng đạt 25%. Đó là nhờ công sức của lực lượng bảo vệ, các ban và tiểu ban chỉ huy thống nhất phối hợp giữa công ty và lực lượng chức năng các xã, huyện trên địa bàn. Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ và hoạt động của Ban Chỉ huy Thống nhất năm 2015 được tổ chức vào ngày 8 tháng 7, cho thấy vai trò của công tác bảo vệ và sự phối hợp hoạt động của Ban Chỉ huy Thống nhất trong công tác phòng chống mất cấp, mua bán mũ trái phép. Năm qua, lực lượng công an các xã đã xử lý 26 vụ với 33 đối tượng, trong đó xử phạt hành chính 12 đối tượng, giáo dục cảnh cáo lần đầu cam kết không tái phạm 21 đối tượng. Công ty đã chú trọng tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ ngay từ đầu năm, phối hợp tuần tra canh gác bảo vệ sản phẩm, bảo vệ rừng và giải quyết vụ việc vi phạm. Số người lên lô trộm cắp mũ cũng giảm rất nhiều so với những năm trước. Tại hội nghị, công ty đã ra mắt Ban Chỉ huy Thống nhất giữa công ty và huyện Phú Riềng, đồng thời khen thưởng bằng khen của tỉnh, của huyện, công ty cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trong những năm qua. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 7, tập đoàn ACMA của Hà Lan đã đến tìm hiểu năng lực cung cấp sản phẩm của 7 công ty cao su thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trên địa bàn Tây Nguyên. Đoàn đã được các công ty cung cấp thông tin về quy mô diện tích, sản lượng, năng suất, công suất nhà máy chế biến và các sản phẩm của từng đơn vị. Sau chuyến khảo sát, tập đoàn này đặt vấn đề sẽ mua cao su dài hạn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chiêu Trông và Công Tâm. Trước mắt, sẽ thực hiện các hợp đồng bán chuyến dưới 100 tấn đối với một số sản phẩm để theo dõi năng lực của các công ty cũng như sự ổn định về nguồn cung. ACMA mong muốn các công ty ký hợp đồng dài hạn sẽ cung cấp sản phẩm trong suốt 12 tháng. ACMA là một tập đoàn lớn có trụ sở tại Singapore với nhiều chi nhánh ở Mỹ, Singapore, các nước châu Âu, châu Phi. Năm 2015, tập đoàn này tiêu thụ khoảng 400.000 tấn cao su. Hội thao công nhân viên chức lao động Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam năm nay được tổ chức tại 6 khu vực, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 tại khu vực miền núi phía Bắc. Công tác chuẩn bị và những điểm mới của hội thao năm nay ra sao? Phóng viên tạp chí Cao su Việt Nam đã trao đổi với ông Phan Viết Phùng, trưởng ban thi đua tuyên truyền văn thể tập đoàn, thường trực ban tổ chức hội thao xung quanh vấn đề này.
Thưa ông, đến nay công tác chuẩn bị hội thao công nhân viên chức lao động ngành cao su năm 2016 như thế nào rồi ạ? Năm nay là năm 2016 thì việc tổ chức hội thao cũng là kế thừa cái nghị quyết của hội đồng quản trị trước đây và hiện nay là hội đồng thành viên. Cứ 2 năm một lần chúng ta tổ chức hội thao cho công nhân lao động trong toàn tập đoàn. Ban chỉ đạo đã quyết định là phân chia thành 6 khu vực tổ chức. Một là khu vực miền núi phía Bắc, hai là khu vực Tây Nguyên, ba là khu vực miền Trung, bốn là khu vực miền Đông Nam Bộ và năm là khu vực thành phố Hồ Chí Minh và sáu là khu vực Campuchia. Như vậy thì với cái quy mô lớn như thế thì mặc dù đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và phân công công việc, tuy nhiên trong cái công tác tổ chức thực hiện để khảo sát và tiến hành tổ chức thì nó rất khó khăn. Thế và khó khăn cuối cùng mà chúng tôi thấy là nội dung thi đấu và bộ môn thi đấu của các khu vực khác nhau, đặc biệt là các cái khu vực và công nhân lao động là phong trào lâu nay là nó yếu, ví dụ như khu vực Tây Bắc hoặc là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thì những khu vực đó là các cái nội dung thi đấu không đáp ứng được, do đó nó cũng gây khó dễ cho ban tổ chức. Chúng tôi thấy là để tháo gỡ khó khăn này thì lãnh đạo tập đoàn cũng quyết định là chỉ đạo cho các cái đơn vị thành viên là cho phép xã hội hóa hoạt động trong thể dục thể thao, có nghĩa là các đơn vị có thể tìm nguồn tài trợ cho đơn vị hoạt động thể dục thể thao tại cơ sở và tài trợ cho đơn vị đi thi đấu của cấp tập đoàn. Điều lệ tham gia hội thao năm nay so với những lần tổ chức trước có gì mới không thưa ông? Trong các cái kỳ hội thao thì phải nói rằng là hồ sơ thủ tục đã rất chặt chẽ, nhưng mà trong quá trình thi đấu đã diễn ra, mặc dù đã có kiểm soát rồi, chế tài rồi, nhưng mà cũng nhiều đơn vị đã hoàn thành được cái hồ sơ thủ tục và thuê mượn vận động viên, và thời gian vừa rồi thì cũng gây ra những cái khó khăn cho ban tổ chức. Thì năm nay chúng tôi quyết định là nghiên cứu lại, và đặc biệt là đối với các cái đơn vị miền núi phía Bắc thì chúng tôi bổ sung thêm là hồ sơ trước đây chỉ quy định là công nhân lao động vận động viên tham gia chỉ có đóng bảo hiểm là 6 tháng, thì năm nay chúng tôi nâng lên là bảo hiểm xã hội đóng phải 1 năm, kèm theo đó là phải có thẻ đoàn viên công đoàn. Thì thẻ đoàn viên công đoàn thì chúng tôi được biết là công đoàn cao su năm 2016 đã cấp lại toàn bộ cho đoàn viên công đoàn của các đơn vị. Do đó đối với cái thẻ này theo tôi nghĩ là các đơn vị có làm đi chăng được cũng không thể làm được. Do đó đây cũng là cái biện pháp chế tài. Cái thứ hai là đối với các cái khu vực còn lại thì chúng tôi nhận thấy là bảo hiểm xã hội thì trước đây chúng ta quy định 1 năm mà hiện nay chúng tôi nâng lên là 2 năm. 2 năm đóng bảo hiểm xã hội. Thì trước đây chúng tôi thấy là quy định 1 năm thì các đơn vị cũng có thể chạy được ở các cái sở lao động của địa phương. Chúng tôi thấy là hồ sơ rất hoàn chỉnh, do đó chúng tôi không có nói gì được. Nhưng mà hiện nay theo tôi nghĩ là tình hình khó khăn thì nếu mà đóng bảo hiểm xã hội 2 năm cho một cái vận động viên thuê mượn thì là cực kỳ khó, phải tốn rất nhiều tiền, phải nói thẳng như thế. Do đó thì cũng hạn chế được phần nào. Và đặc biệt các khu vực này chúng tôi cũng bổ sung thêm là thẻ đoàn viên công đoàn. Như thế thì hy vọng rằng nó sẽ hạn chế được cái tình trạng tiêu cực và thuê mượn vận động viên trong cái việc hoàn chỉnh hồ sơ. Được biết thì tình hình ngành cao su là hiện nay rất là khó khăn, thì việc tổ chức hội thao lần này có ý nghĩa như thế nào ạ? Cái thứ nhất là tạo sân chơi cho người lao động. Thứ hai là tạo cái tinh thần giao lưu cho các đơn vị học tập lẫn nhau, và đặc biệt là nâng cao thể chất của người lao động. Và cái cực kỳ quan trọng mà ban chỉ đạo nhắc đi nhắc lại đó là duy trì phong trào thể dục thể thao trong toàn ngành. Tại sao lại phải duy trì phong trào? Thì như chúng ta biết là phong trào trước đây thì chúng ta có đầy đủ nguồn quỹ và nguồn dồi dào để chúng ta thực hiện. Thậm chí chúng ta còn tổ chức đại hội thể dục thể thao, lúc đó là giá bán cao, nhưng mà hiện nay giá bán rất thấp, nhiều đơn vị không có nguồn để tổ chức cái hoạt động thể dục thể thao. Do đó thì lãnh đạo tập đoàn là quyết định là đề nghị là không tổ chức đại hội thể dục thể thao nhưng phải tổ chức hội thao, và vấn đề đặt nặng là duy trì phong trào. Vì trước đây các cái phong trào chúng ta đã khởi xướng được rồi, chúng ta đã tổ chức từ hội thao lên đại hội thể dục thể thao, và hiện nay thì phong trào chúng ta phải giữ nên chúng ta phải duy trì cái phong trào thể dục thể thao. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với chúng tôi. Tổng vụ nhập khẩu, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ
vừa ban hành kết luận rà soát biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm xăm lốp xe máy nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, cơ quan này cho rằng việc gia hạn biện pháp chống bán phá giá là rất cần thiết để ngăn chặn thiệt hại đáng kể do sản phẩm nhập khẩu gây ra đối với ngành sản xuất nội địa. Trước đó, sản phẩm xăm lốp xe máy mã HS401140 và HS401390 của Việt Nam bị công ty Atanalia Rubber and Tray của Thổ Nhĩ Kỳ đệ đơn yêu cầu cơ quan chức năng điều tra bán phá giá bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2015. Năm 2004, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra quyết định áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm nêu trên nhập khẩu từ Việt Nam. Năm 2010, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành rà soát và tiếp tục áp thuế với mức thuế 29% đến 49%. Tại Trung Quốc, sản xuất và doanh số bán ô tô nước này trong 5 tháng năm 2016 đạt lần lượt 10,84 triệu chiếc và 10,75 triệu chiếc, tăng 5,8% và 7% so với cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt, doanh số bán xe tải nặng trong nước đạt 64.000 chiếc, tăng mạnh 24% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, tại thị trường Ấn Độ, nhu cầu nhập khẩu cao su tiếp tục tăng do sản lượng cao su nội địa giảm mạnh. Trong năm 2016, dự kiến nhu cầu cao su vào khoảng 1 triệu tấn, trong khi sản xuất nội địa chỉ đáp ứng được 50%. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với diễn biến giá cao su trên thị trường tô cơm trong tuần qua. Phiên giao dịch ngày đầu tuần thứ Hai 4 tháng 7, giá cao su đạt mức cao nhất một tháng qua với 164 yên trên 1 kg đối với cao su giao kỳ hạn tháng 12. Tuy nhiên, các phiên giao dịch sau đó bắt đầu giảm dần, chỉ còn 151,1 yên vào cuối tuần. Ngày 5 tháng 7, giá giảm 0,4 yên xuống còn 161,1 yên trên 1 kg do đồng yên tăng mạnh so với đồng đô la Mỹ và giá dầu giảm mạnh. Giá cao su trên sàn giao dịch Tocom chịu ảnh hưởng giảm sâu ở sàn giao dịch Thượng Hải nên tuột dốc xuống còn 153,6 yên trên 1 kg ngày 6 tháng 7. Trước đó, cao su giao kỳ hạn tháng 9 tại sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm hơn 5% trong phiên giao dịch qua đêm. 153 yên là mức thấp nhất gần 2 tuần được ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 7. Tuy nhiên, đây chưa phải là mức thấp nhất, giá chỉ còn 151,1 yên vào thứ 6, cũng do ảnh hưởng từ sàn giao dịch qua đêm tại Thượng Hải. Như vậy, giá cao su tô cơm sau khi tăng mạnh vào đầu tuần đã trở về mốc tương đương tuần trước vào cuối tuần. Từ năm 2006 đến năm 2015, công ty cổ phần cao su Đồng Phú đã liên tục vững chân trong câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Bằng nhiều biện pháp, công ty đã giữ vững năng suất vườn cây 2 tấn trong thời gian dài. Năm 2016, mặc dù thời tiết gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác khai thác, nhưng công ty vẫn quyết tâm giữ vững thành tích. Vậy đâu là giải pháp thực hiện mục tiêu trên? Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên tạp chí Cao su Việt Nam tìm hiểu vấn đề này. Lô này lô 135, nhưng mà mọi năm trước thì có thể là thời tiết tốt thì cao sớm thì thu hoạch từ 3 tấn đến 3 tấn rưỡi. Sau năm 2016 thì có thể là cũng thu hoạch trên 3 tấn. Đây là một trong 4 lô cao su có năng suất trên 3 tấn trên 1 hecta của nông trường Thuận Phú và cũng là một trong hàng chục lô có năng suất cao nhất của công ty cổ phần cao su Đồng Phú tính tới thời điểm hiện tại. Được biết, thời kỳ cao điểm nhất của nông trường này năng suất lên đến 2,5 tấn trên 1 hecta. Là đơn vị non trẻ, chỉ mới mở miệng cạo khai thác vào tháng 5 năm 2011, nhưng đến năm 2014, năng suất bình quân của nông trường Tân Hưng lên gần 2,1 tấn trên 1 hecta. Nếu tính năng suất bình quân chung của toàn công ty cổ phần cao su Đồng Phú, thì năm 2005, công ty này có năng suất 1,85 tấn trên 1 hecta. Năm 2006 đã tăng lên 2,07 tấn trên 1 hecta và là thành viên câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho đến nay. Để có được thành quả đó, ngay khi mới triển khai khai hoang trồng mới và tái canh, công ty đã chủ động trong việc tính toán lựa chọn cây giống, đầu tư thâm canh, chăm sóc theo điều kiện thực tế của từng đơn vị. Bên cạnh đó, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cụ thể, tiến hành trồng xen cây họ đậu như đậu phộng, mè và thảm phủ cu du trên toàn bộ diện tích vườn cây. Nhờ vậy, phần lớn diện tích tái canh trồng mới đều được đưa vào khai thác sớm với mật độ mở cạo cao.
Song song đó, công tác bảo vệ sản phẩm ngày càng được nâng cao. Ngoài ra, lãnh đạo công ty rất coi trọng công tác luyện tay nghề thi thợ giỏi. Từ phong trào này, tay nghề của công nhân khai thác không ngừng được nâng lên. Chính vì vậy, trình độ của công nhân đạt loại A hàng năm chiếm tỷ lệ trên 90%. Đặc biệt, trong những năm qua, lãnh đạo và các phòng ban chuyên môn luôn tìm tòi sáng tạo để có một phác đồ khai thác hiệu quả nhất. Chính vì vậy, từ năm 1990, công ty đã ký công trình hợp tác toàn diện với Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, gồm các nội dung cụ thể như bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc kích thích, giống. Riêng nội dung hợp tác về sinh lý khai thác được phối hợp chặt chẽ từ nhiều năm nay. Hàng năm, cán bộ kỹ thuật của công ty cùng với chuyên gia của Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam đi kiểm tra, đánh giá để quy hoạch mặt cạo cho phù hợp với từng thời điểm của mỗi phần cây. Đồng thời, các phòng ban chức năng hai bên cũng tiến hành chuẩn đoán sinh lý mũ. Thì qua cái chương trình hợp tác đó, thì viện có điều kiện đưa các tiến bộ kỹ thuật mới nhất và các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến được ứng dụng đại trà trên vườn cây của công ty cao su Đồng Phú. Và thông qua những cái việc mà đưa và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật như vậy đó thì đã góp phần trong cái việc là đưa được cái năng suất sản lượng của công ty cao su Đồng Phú từ cái đơn vị là năng suất thấp nhất ở vùng Đông Nam Bộ thì đã trở thành cái đơn vị là đạt năng suất trên 2 tấn và trong nhiều năm liền. Thông qua các cái chương trình hợp tác với lại ở công ty thì chúng tôi làm những cái địa bàn và tiến hành các cái thí nghiệm. Và từ trên cơ sở các thí nghiệm đó được rút tỉa ra các kết luận và được xin công nhận tiến bộ kỹ thuật. Và những tiến bộ kỹ thuật được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật. Và trên cơ sở đó triển khai áp dụng ở đại trà ở nhiều nơi khác. Có thể khẳng định, việc chuẩn đoán sinh lý mũ đã giúp công ty chủ động trong việc xác định cường độ cạo. Và nhờ sự phối hợp chặt chẽ nên cao su Đồng Phú đã thực hiện tốt quan điểm của lãnh đạo công ty là không tăng năng suất tức thời mà đảm bảo sản lượng khai thác hàng năm đạt 15 đến 16.000 tấn. Ngay từ đầu năm là bộ môn sinh lý khai thác của Viện Nghiên cứu Cao su cùng với là phòng nông nghiệp công ty kết hợp với nông trường chúng tôi đã ký quy hoạch vỏ cạo, chuyển đổi một số là cái miếng cạo nhằm nó cho cái mũ tốt nhất, giống như chúng ta thường chúng ta nói là từ cào hạt ôm 1 chế độ cào cái miếng cào hạt ôm 1 chuyển qua hạt O2, hạt O3 và hạt O4 chúng ta sẽ phong. Nhưng do tình hình đặc thù một số vườn cây, chúng tôi đã đề nghị mạnh dạn đề nghị chuyển chuyển đổi từ cào hạt 1 chuyển qua hạt O3 để cái miếng cào nó không bị lấp đi và để tạo điều kiện cho cái mũ năng suất cao hơn. Năm 2016 là năm ngành cao su gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thực hiện sản lượng do khí hậu biến đổi khắc nghiệt. Riêng công ty cổ phần cao su Đồng Phú so với năm 2015 thì năm nay toàn bộ diện tích vườn cây đưa vào cạo trễ hơn một tháng. Trong khi đó, theo kế hoạch năm 2016, công ty tổ chức chăm sóc và khai thác trên 7.000 hecta vườn cây kinh doanh khai thác với tổng sản lượng trên 13.900 tấn mũ quy khô, năng suất vườn cây đạt 2 tấn trên 1 hecta. Trước khi mình đi vô lô thì mình phải là tuân thủ theo cả cái quy trình của nông trường và công ty đề ra. Rồi trước nữa mình phải vô lô, mình phải cào hết cây tận thu, tối đa hết các sản phẩm mũ, vét hết mũ những khi trời mưa. Để mình ra lô mũ dây, mũ đất, rồi mũ chén, rồi mình phải tận thu tối đa, mình bỏ rơi miếng nào hết cả để mà nâng cao chất lượng với là để mà đảm bảo được cái định mức của công ty về nông trường giao cho mình. Nếu mà so với khu vực của miền Đông Nam Bộ mình thì Đồng Phú nằm trong cái top là cao. Như vậy như tôi vừa nói là Đồng Phú cố gắng trong năm 2016 vẫn duy trì cái sản lượng, hoàn thành kế hoạch và cái năng suất là cũng cố gắng duy trì là 2 tấn trên hecta. Thì như thế là trong năm 2016 so với toàn ngành thì còn lại là nếu tôi nhớ không lầm khoảng chừng 5 công ty còn lại duy trì được sản lượng 2 tấn thì trong đó có Đồng Phú. Với sự khẳng định của lãnh đạo tập đoàn, có thể nói công ty cổ phần cao su Đồng Phú là một trong những điển hình trong việc giữ vững năng suất vườn cây để nhiều đơn vị trong ngành tham khảo học hỏi. Thưa quý vị và các bạn,
phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin tuần này của tạp chí Cao su Việt Nam. Bản tin được phát định kỳ vào thứ ba hàng tuần trên trang tin điện tử tạp chí cao su.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tuần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.